Bị cáo trong phiên tòa này đã bất chấp thủ đoạn, nhẫn tâm lừa gạt tiền của nhiều người trong lúc khốn khó. Gần 10 năm, bị cáo đã lừa đảo 7 người, từ mẹ của tử tù đến cha của phạm nhân. Cao tay hơn, người này dù là công an giỏm nhưng đã lừa đảo một công an xã 300 triệu đồng với cam kết chạy từ công an xã bán chuyên trách vào công an dân dân theo chủ trương tuyển chọn của công an tỉnh Quảng Nam. Ngày 27 tháng 5 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Lê Khắc Quốc, 46 tuổi, ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, 19 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, bị cáo Lê Khắc Quốc kinh doanh bãi đổ xe có tiền án lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2019. Từ năm 2014 đến năm 2023, bị cáo Lê Khắc Quốc, mạo danh là công an, nổ có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo nhà nước, công an, tòa án, có thể xin việc hoặc chạy án, vay vốn ưu đãi để lừa đảo 7 người, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng đặc biệt là vụ lừa đảo mẹ của một tử tù. Theo cáo trạng, vào năm 2020, một người đàn ông 50 tuổi ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nhận lời vận chuyển 3 kg ma túy từ Nghệ An vào Đà Nẵng để bán. Sau khi người này bị bắt, đưa ra toán nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Bị cáo Lê Khắc Quốc đã gặp mẹ của người đàn ông này, cam kết có thể chạy án từ tử hình, con 14 đến 15 năm tù, với giá 5 tỷ đồng. Nghe có người cứu con trai khỏi án tử, người mẹ xin bán nhà để lo cho con nhưng chỉ cố gắng được 2 tỷ đồng đưa cho bị cáo quốc và được đồng ý. Tuy nhiên, sau đó, người đàn ông vẫn lãnh án tử hình về tội mua bán trái phép ma túy, còn người mẹ thì mất trắng 2 tỷ đồng và không còn nhà để ở. Để bị cáo Lê Khắc Quốc lừa được người mẹ này, không thể không nhắc đến bị cáo Phan Đức Dương, 58 tuổi ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Bị cáo Dương là tài xế có nhân thân xấu về trộm cắp và đánh bạc. Bị cáo này biết bị cáo Lê Khắc Quốc chỉ nổ nhưng vẫn giới thiệu nhiều người cho quốc lừa đảo nhằm được chi tiền. Trong phiên tòa sáng 27 tháng 5, bị cáo Dương cũng bị tuyên 12 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Lê Khắc Quốc khai nhận dùng tiền lừa đảo mua ô tô Audi Q3, góp tiền với người chung sống như vợ chồng để mua đất và xây nhà và chia cho bị cáo Dương 200 triệu đồng.